Xin chào bạn, video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách thay đổi màu của chiếc xe đang chạy giống như thế này. Thì thực chất hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho bạn ba cái kỹ thuật chính, đó là Window Checker và Keyframe. Đầu tiên thì mình sẽ reset cái nó lại. Sau đó mình qua bên Keyframe này, mình xóa hết những cái kia này đi. Thì đây là cái video gốc. Nếu như các bạn sử dụng những cái tính năng như là Hue với Hue ở trong Curve, ví dụ ở đây, thì khi các bạn dùng picker các bạn hút này và các bạn thay đổi màu, thì lúc này các bạn thấy nè, trên mặt đường nó sẽ bị ảnh hưởng theo, bởi vì trên mặt đường hiện tại cái màu nó đang trùng với cái màu của cái vỏ xe, cho nên khi các bạn sử dụng cái tính năng này nó sẽ không hỗ trợ tốt cho các bạn, đúng không? Các bạn thấy nè, và trên chiếc xe thì nó sẽ không chuyển màu đồng đều, bởi vì hiện tại trên chiếc xe này nè, những cái vùng ánh sáng nó sẽ khác biệt hoàn toàn, chỗ sáng thì chỗ tối. Cho nên mình sẽ không sử dụng những thuộc tính như là picker để chúng ta hút. Rồi mình sẽ reset lại. Giờ các bạn qua bên Window và chúng ta sẽ sử dụng đó là cái công cụ Curve để chúng ta vẽ tách cái vỏ xe ra. Ở đây. Rồi mình để cái thước thumb line ở vị trí này. Khi các bạn vẽ, các bạn nên chọn những cái điểm nào mà chúng ta dễ nhớ nhất, để khi mà chương trình nó tracking mà nó không được tốt thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại đúng cái vị trí đó, thì cái việc chắc chúng ta nó sẽ tốt hơn. Rồi đầu tiên thì mình sẽ chọn cái điểm này là điểm đầu và chúng ta sẽ vẽ. Thì trong quá trình mà các bạn làm thì các bạn sẽ làm kỹ hơn. Ở đây thì mình sẽ làm nhanh hơn một chút. Các bạn cứ vẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ tùy chỉnh lại. Các bạn giữ trục ha, giữ trục kéo ra thì nó sẽ tạo ra hai cái handle giống như thế này. Thì sau khi các bạn kết thúc á, các bạn bật highlight lên thì chương trình nó cho chúng ta biết là chúng ta đang tách cái đối tượng này, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn lại Power Window và chúng ta sẽ sửa lại những cái điểm sao cho nó ok nhất. Rồi các bạn shift Z. Thì đây là cái vùng mà chúng ta đã tách ra. Sau đó các bạn qua bên tracker, chúng ta sẽ tiến hành track. Hiện tại cái thước thumb line nó đang nằm ở đây, thì chúng ta sẽ track hai lần. Đầu tiên thì mình sẽ track lui. Rồi sau đó các bạn tiến tới cái key này và chúng ta track tới. Rồi các bạn zoom lên nè, xem thử là cái điểm track nó cái điểm track nó bị lệch ra ngoài, đúng không? Rồi sau đó các bạn qua frame. Rồi chúng ta sẽ tùy chỉnh lại những cái điểm này về đúng cái vị trí của nó. Đây là cái lý do mà mình nói cho các bạn là chúng ta sẽ vẽ vào những cái vùng nào, những cái điểm nào mà chúng ta dễ nhớ, đúng không? Thì khi các bạn thay đổi như này nè, nó đúng cái vị trí của nó thì cái việc track chúng ta nó sẽ tốt hơn. Nó tách sẽ tốt hơn cho chúng ta. Rồi sau đó thì các bạn sẽ qua lại cái key dưới này. Rồi chúng ta kiểm tra về key đầu.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào giữa hai cái keyframe như thế này. Rồi, ok đó bạn. Thì trong quá trình các bạn làm thì các bạn sẽ làm kỹ hơn. Sau đó thì chúng ta sẽ vậy là hồi nãy là mình chưa xóa hết những cái key này. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ qua bên hue. Rồi ví dụ như là mình sẽ đổi màu nè. Đó, thì lúc này là nó sẽ đổi màu nguyên cái vỏ xe như thế này, đúng không? Thì hue thì nó sẽ chuyển đổi màu. Thì đầu tiên thì mình sẽ chỉnh màu trước, chỉnh nó về một cái tông màu nào đó. Chứ mình sẽ không sử dụng hue, để cho bạn nhìn thấy trước đã. Đây, rồi ví dụ như thế. Rồi mình review cho bạn xem nè. Đúng không? Và là chúng ta đã thay đổi được cái màu của chiếc xe. Nhưng các bạn lưu ý nè, đối với hai cái đèn như này và cái biển số nó bị ảnh hưởng theo. Bởi vì khi mình tắt á, mình tắt như thế này, cho nên khi các bạn đẩy màu lên thì nó sẽ bị ảnh hưởng theo luôn. Cho nên mình sẽ hướng dẫn cho bạn tách hai cái đèn và cái biển số. Tương tự các bạn sẽ qua bên Windows, các bạn cũng chọn cho mình tiếp là công cụ Curve và các bạn sẽ vẽ vào hai cái đèn này. Đây, rồi sau đó các bạn qua bên Tracker, chúng ta cũng thể tiến hành là Track. Rồi tiến tới Key và Track tới. Rồi sau đó thì các bạn có thể là tùy chỉnh lại, các bạn chuyển qua Frame và chúng ta sẽ tùy chỉnh lại sao cho nó nằm đúng y cái vùng mà chúng ta chọn. Tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành là qua bên cái thuộc tính đó là Windows này. Các bạn thấy nè, các bạn bật cái thuộc tính highlight lên thì chương trình nó chưa tắt được, đúng không? Bởi vì chúng ta chưa active cái tính năng này lên. Các bạn active lên thì lúc này là nó đã tắt ra rồi nè. Đó. Tương tự thì chúng ta cũng chọn tiếp khớ và chúng ta sẽ vẽ cái đèn này. Chọn Pro Windows. Rồi qua bên Tracker chúng ta tiến hành track tiếp. Rồi bên này thì chúng ta cũng không nhất thiết phải chỉnh key. Các bạn qua bên Windows và update cái tính năng này lên. Thì lúc này là chương trình nó đã tắt được hai cái đèn ra cho chúng ta rồi, đúng không? Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì chúng ta sẽ tách cái biển số. Tương tự cũng qua đây chọn Curve, chọn vô Windows nè. Và tiến hành chắc. Ok. Và qua đây update tính năng lên. Và là chúng ta đã tách xong ba cái đối tượng, đó là hai cái đèn và cái biển số. Rồi shift Z. Chúng ta review lại cho các bạn xem. Đúng không? Đấy. Đối với ở video mẫu á, thì các bạn thấy nè, chiếc xe nó từ màu này nó chuyển qua màu kia, đúng không? Bởi vì mình key cái thuộc tính của hue ở đây. Thì key nó làm việc như thế nào? Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ qua bên keyframe ở đây. À, cái color. Bởi vì khi mà mình xóa key lần đầu tiên mà mình làm á, thì mình chưa xóa hết cái key của Color Correction. Các bạn lưu ý ha. Cho nên mình xóa lại chứ không phải là bị lỗi gì. Trong quá trình các bạn làm thì nó sẽ không xảy ra cái key đó. Bởi vì cái key này nó xuất hiện á, là do là khi mà mình reset lại cái node nó vẫn còn. Cho nên mình phải xóa. Các bạn lưu ý nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm cái kỹ thuật đó là nó chuyển đổi từ màu này qua màu kia. Rồi các bạn qua bên
keyframe này ở trong character 1, là có nghĩa là mỗi node á nó sẽ hiển thị một cái character. Ví dụ như mình tạo thêm một cái node nữa, alternate add, thì nó có character 2. Các bạn lưu ý nha. Rồi mình sẽ delete này đi. Thì ở trong character 1 này các bạn sổ chuột xuống thì mình sẽ tùy chỉnh ở trong cái thuộc tính của color wheel, đó là color correction. Color character ở đây. Ở đây. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ ở cái vị trí là frame đầu tiên, các bạn sẽ apply cái key này lên. Đó, sau đó chuột phải chọn add dynamic keyframe. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tới khoảng là khoảng 20 frame đi, 20 frame. Rồi sau đó mình sẽ chuyển đổi màu nha, chuyển đổi màu và mình sẽ reset lại cái này. Sorry ha, mình sẽ reset lại này. Rồi, mình sẽ chuyển đổi màu này, mình kéo hue. Rồi các bạn có thể tăng cái giá trị cell xanh lên. Đây. Đó, thì lúc này á là nó sẽ chuyển đổi từ màu này nó chuyển qua hue, nó qua màu xanh này, và từ đây là về sau là nó là màu xanh. Đó là chúng ta đã key cái thuộc tính của hue. Rồi mình play cho các bạn xem. Đúng không? Còn nếu như các bạn muốn cho tới cái vị trí của frame nào đó nó mới chuyển đổi màu của màu xanh thì các bạn có thể kéo giãn cái keyframe này ra. Rồi sau đó chúng ta review này. Từ key này qua key này nó sẽ chuyển đổi màu. Bởi vì hue là nó sẽ chuyển đổi từ màu này qua màu kia. Các bạn lưu ý ha. Còn không thì các bạn có thể tùy chỉnh trực tiếp trên bánh xe màu ở color wheel. Đúng không? Nếu như các bạn muốn nó chỉ là một màu này chuyển qua màu kia thì các bạn có thể là chuyển đổi bởi cái tính năng của bánh xe màu. Còn ở hue này nó sẽ chuyển đổi từ màu này qua màu kia. Đó. Vậy là cái bài hôm nay thì mình đã hoàn thành xong giống như cái ví dụ mà mình đã nói. Đó là mình sẽ chuyển đổi cái màu của chiếc xe từ màu này qua màu khác, đúng không? Ở đây. Thì như các bạn muốn cái tông màu nào thì các bạn có thể là tùy chỉnh những cái thuộc tính ở đây, hue và cell xanh, hoặc là những cái thuộc tính của bánh xe màu của color wheel. Rồi vậy là video hôm nay thì mình sẽ xin kết thúc từ đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip này. Hẹn gặp các bạn ở những clip lần sau. Xin chào các bạn.